Ngày 24 tháng 11, mạng xã hội lan truyền được clip ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ thản nhiên nhảy múa trên cầu bắc qua đập Bara thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên gây ùn cục bộ. Trong ngày, lãnh đạo phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đã lên tiếng trước thông tin vụ việc. Theo đoạn clip được đăng tải, nhóm phụ nữ khoảng 9 người mặc đồng phục màu đỏ thản nhiên dàn hàng ngang nhảy múa tại khu vực đập Bara. Vụ việc khiến các phương tiện hai bên đầu cầu không thể lưu thông. Đại diện lãnh đạo phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết, sự việc đã xảy ra cách đây 3 tuần. Những người này đều là người già, tập văn nghệ để biểu diễn. Trong lúc tập luyện, nhóm người này đã lên cầu nhảy múa để ghi lại clip rồi rời đi. Sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, chính quyền đã giao công an địa phương nhắc nhở và có biện pháp xử lý.